màu xanh của rêu, màu xanh của tàu và màu vàng của cát, rồi màu xanh dương của biển, xa xa là màu xanh đậm của núi, mây trắng bồng bềnh, quá tuyệt đẹp. Đây là Côn Đảo. Bãi này là bãi Lò Voi ha, đẹp lắm các bạn. Bạn nào đi tìm sự hoang sơ, yên tĩnh, hãy đến Côn Đảo nha. Ông nào ông karaoke ca dở thiệt cái chứ. Trời ơi, ca dở quá. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 6 giờ sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020 và mình đang có mặt ở thành phố Sóc Trăng. Chính xác là ở vị trí 193 Lê Hồng Phong, thành phố Sóc Trăng, hãng tàu Superdong. Ở sáng hôm nay từ đây mình sẽ bắt xe trung chuyển đi về cảng Trần Đề, cách khoảng độ 30 cây số. Thì xe trung chuyển này có giá vé là 40.000 đồng. Tại cảng Trần Đề thì mình sẽ theo tàu cao tốc Superdong đi về Côn Đảo ha. Vé tàu là 310.000 đồng. Như vậy tổng số tiền là 350.000 đồng ha. Rồi, Superdong đang ở phía trước mặt các bạn, xe trung chuyển. Mình sẽ để cái số điện thoại để cho các bạn đặt vé đây nha. Và các bạn nhớ là xe trung chuyển lúc 6 giờ và chuyến tàu đi về Côn Đảo là mình nhớ là 8 giờ hay 8 giờ 30 á. Mình sẽ cập nhật lại sau. Và đây là vé xe trung chuyển từ Sóc Trăng đi Trần Đề. Giờ khởi hành là 6 giờ 20 ha. Giá vé là 40.000 đồng. Và đây là vé từ Sóc Trăng đi Côn Đảo ha. Tức là xuất phát ở cảng Trần Đề. Giá vé là 310.000 đồng. Giờ khởi hành là 8 giờ 30 phút sáng. Bên trong văn phòng của hãng tàu Superdong 193 Lê Hồng Phong. À, sẵn mình mua luôn cái vé trung chuyển từ cảng Bến Đầm về thị trấn Côn Đảo ha. Khoảng cách là khoảng độ 12 cây số. Và giá vé đây là 40.000 đồng nha các bạn. Văn phòng Côn Đảo số 1 Lê Duẩn, huyện Côn Đảo, thành phố Vũng Tàu. Đấy. Văn phòng Sóc Trăng. Để mình chỉnh lại cái cho nó rõ hơn. 193 Lê Hồng Phong, phường 3, thành phố Sóc Trăng. 0299 3637 888 hoặc là 0299 3616 111. Đây là cái điện thoại đang đặt vé ha. Xe rời khỏi thành phố Sóc Trăng lúc khoảng độ 6 giờ 30 sáng các bạn ha. Và hiện tại là 7 giờ 30 sáng, mình đã có mặt ở cảng Trần Đề. Đây, cảng Trần Đề. Đơn giản vậy thôi. Chỉ thấy có một xe bán bánh mì và bán cơm. Từ đây mình sẽ bắt tàu đi Côn Đảo. Dự kiến đi khoảng độ 2 tiếng rưỡi ha. Cho em giữ cơm heo quay thôi. Thôi heo quay thôi. Dạ được rồi. Heo quay thì chị thôi. Heo quay không là 30 ngàn hả? Ừ. Còn trứng. Trứng rồi, trứng trời. Vậy luôn. À, 30 ngàn nha. Rồi em ăn heo quay trứng 30 ngàn. Mấy đó. Mấy giờ là bán hả chị? Chị hả? Dạ. Chị 5 giờ chị xuống à? 5 giờ sáng bán rồi hả? Ừ. Bán xôi, bánh mì. Ủa bánh mì nhiêu? 15 ngàn rồi em. Bánh mì 15 ngàn hả?
Đó, đã ha. Cho em ớt cay nha. Em ăn quá hành không? Ăn. Đó. Em là cái gì cũng ăn hết á. Dạ. Ngon là ăn hả? Cho miếng gà đi. Đó. Ăn cho biết như ta. Ngay cản chừng đề mà. Ồ, dương miền Tây đúng không? Bán 30 ngàn cho luôn. Wow. Vậy thêm cái hả? Nó quay quảng cáo. Có nhỏ con bích á. Đó, bạn đó. Sài Gòn lên đi ăn ở đây thấy có một mình cô bán à, ở trong kia nó bán khác đúng không? Vậy hả? Ờ rồi, nói chung ra đây là ăn cơm ở đây được rồi. Tìm cái chỗ xôi nữa. Ê, à chưa, 30 ngàn đồng đây, dĩa cơm 30 ngàn đồng, một cái trứng, heo quay, gà. À, cái này là ăn cầm hơi trước khi đi. Thêm chén súp. Rồi, ăn thôi. Dĩa cơm 30 ngàn này khá là ngon các bạn. Cái phần cơm ok nè. Cái phần heo quay mà thấy ngon. Gà cũng rất là được. Trứng thì bình thường ha, riêng cái phần mà đồ chua á, thì nó hơi lên như kiểu hơi lên rượu rồi. Phải chi mà nó không có bị lên cái rượu, nó sẽ rất là ngon. Còn nước mắm rất là kẹo ha, cái vùng này nước mắm kẹo. Bạn nào mà đi về vùng Kiên Giang thì chắc mấy bạn cũng biết được cái nước mắm của cái vùng miền Tây Kiên Giang á, nó sẽ kẹo kẹo lại. Đây, nước mắm. Nói chung là mình thấy là 30 ngàn đồng là thỏa mãn á. Đáng đồng tiền. Rồi, ăn hết luôn. Bên đó là phòng vé ha. Rồi, qua đây các bạn. Đây tàu cao tốc Super Đông. Đi Côn Đảo nè, Nam Du nè, Hòn Sơn nè, Phú Quốc nè, Phú Quý nè. Đặt vé trực tuyến đó các bạn thấy ha. Superdong.com.vn. Bên trong có một nhà hàng ha. Ở đây trước khi lên tàu thì phải kê khai y tế. Rồi, mình vô thôi. Săn vé dễ dàng, ngập tràn ưu đãi, giảm ngay 20% khi mua hai vé online từ 1 tháng 7 tới 31 tháng 7 2020 ha. Wow, đẹp lắm luôn á. Đó, các bạn thấy ha. Chuyện đề
xe máy từ Trịnh Đề ra Côn Đảo cũng như kiểu của Phú Quốc vậy đó, đang hạ xuống. Quay qua lớp kính nè, hơi mờ chút xíu. Đang đợi mọi người xuống tàu. Hiện tại là 10 giờ 47 phút. Hồi nãy xuất phát là 8 giờ 30 phút, có nghĩa là đi khoảng độ hơn 2 tiếng mấy à. Rồi lớp kính nó mờ các bạn ha. Xe đang xuống. Độ 2 tiếng 20 phút à, chứ không tới 2 tiếng rưỡi. Từ Trần Đề ra Côn Đảo. Bây giờ mình sẽ bắt xe trung chuyển từ đây vào trung tâm thị trấn Côn Đảo cách khoảng độ 12 cây số. Thôi, chúng ta đi thôi. Ngay cầu cảng thì có cho thuê xe máy ha, 150.000 đồng một ngày. Còn vô trong tới trung tâm thị trấn thì 120.000 đồng một ngày. Hồi nãy mình đã thuê trung chuyển rồi, xe trung chuyển 40.000 đồng. Như vậy mấy bạn có thể tự thuê xe máy ở đây hoặc là đi trung chuyển vô trỏng rồi thuê xe máy tiếp ha. Trời đẹp lắm luôn á. Wow, đó, các bạn thấy ha, trong xanh ngăn ngắt luôn. Đó, đẹp. Rồi, lên xe trung chuyển vào trung tâm thị trấn. Đây, ngay cầu cảng. Đó, các bạn thấy cái nước kìa. Trời ơi. Quá, trời trong xanh. Đẹp quá, Côn Đảo. Quá trời đẹp. Rồi. Côn Đảo. Wow, trời đẹp. Rồi, từ cầu cảng vào trung tâm thị trấn Côn Đảo. Đường hơi dằn chút xíu. Màn hình rung. Côn Đảo này cái mùa nào mà đi du lịch đẹp nhất anh? Biết là tầm cỡ tháng 2, tháng 3. Tháng 2, tháng 3. Dạ. Tháng 3 bà già đi biển. Dạ, mấy tháng đó thì biển im đúng không? Dạ, để tiếp. Không nên. Mùa hè này thì nếu mà nó mưa thường nó mưa buổi tối anh. Ngày nó mưa là không dài. Tính ra mùa hè biển trong xanh đẹp. Dạ.
từ cầu cảng vào trung tâm thị trấn Côn Đảo. Lắc lư chấp nhô nhấp nhô. Có điện bao lâu anh? Dạ. Có điện lưới quốc gia. Không, cái này là không có điện lưới quốc gia. Cái này là máy phát anh. Ủa máy phát hoàn toàn trên đảo luôn dạ, hả? Đúng rồi, hoàn toàn phát luôn. Wow, hiện chi điện nó mắc như vậy. Dạ, tự cung tự cấp mà bởi cái giá điện ở trên đây nó trên lệch hơn cũng rất nhiều lắm. À. Cái điện mà kinh doanh là tới mười mấy ngàn một tí nữa. Vậy là coi như khách sạn đây sẽ giá sẽ cao hơn nhiều. Dạ, đúng rồi, cái giá bởi vì khi có nhiều người nói xong cái phòng cái này nó mắc. À. Điện mà gia đình sinh hoạt không còn 5 ngàn mấy 6 ngàn ký. Ồ, quá trời đẹp. Kinh doanh là nó tới 12, 13 ngàn ký. Dạ. Nước thì sao anh, nước ngọt? Nước thì ở đây mình có bạch nước ngọt. À. Mình có nhà máy xử lý nước á. Phú Quốc, ở Phú Quốc nó có suối đồ, ở đây có suối không? Đây. Không có nghe. Có hả? Dạ. Suối mà nó nằm về hướng bên cạnh sân bay á. Dạ. À, sân bay quốc tế Cổng vậy? Dạ. Nghe nói cái chỗ bãi đầm chầu gì chỗ đó đẹp lắm. Dạ đúng rồi, cái bãi đầm chầu. Phải đi ra ngoài mới được. Wow, cái cung đường này. Ghê. Yeah. Sáng này em đi cái chuyến 8:30 sáng từ Trần Đề ra đây. Dạ. Nó còn cái tuyến nào nữa không ta? Chuyến buổi trưa hả? Không, ở đây nhưng mà thường là đã
về có nơi về mấy giờ? Thì chuyến sớm nhất là ở đây là 12 giờ rưỡi. Còn chuyến kế là 1 giờ rưỡi. 1 giờ rưỡi. Dân gì rồi, bị dân vậy. Ở đây trái cây có cái loại gì đặc biệt không anh? Đây thì cũng có giống đất thôi. Có đâu? Dạ. Nó chỉ cây bàn thôi. Nghe nó cây bàn, mứt bàn ngon. Đây thì có hạt bàn. Dạ. Hạt bàn của đảo. Mấy cái bàn gừng đó nó cũng có cái là chặt vậy. Ở ngoài Phú Quốc nó có rượu sim. Dạ. Ở đây thì có rượu sâm. Sâm hả? Dạ. Ừ. Sâm là củ sâm á hả? Dạ đúng rồi, sâm Côn Đảo á. À. Phải đi ra chợ Côn Đảo xem cái đặc sản của nó. Ở đây mỗi vùng thì nó có hẳn riêng của nó. Ở đây thì có củ sâm, không có củ sim đâu. Ở bên Trung Quốc thì có củ sim. Nó có củ sim. Trên đảo chính này có làm nước mắm không? Không anh. Không làm nước mắm. Tại lần đầu tiên đi Côn Đảo không biết hỏi anh. Dạ. Vậy nó cá thu một nắng đây ngon. À, ngoài cá thu một nắng còn gì mực một nắng anh hả? Cá thu một nắng rồi mực, mực nó một nắng á. À. Qua qua một nắng á. Rồi cá thì cũng nhiều. Cá thu còn giá đâu đó. Ở đây mà ăn ngoài hải sản ăn gì ngon anh ta? Hải sản thì là tôm, miếng đi, cá bò giáp. Cá bò giáp ha. Tôm mũ ni hiện tại cái mùa này nếu mà mình người trên đảo mình mà ăn là thường khoảng bao nhiêu ký anh? Bây giờ chắc khoảng tầm cả 800. 500 ngàn hả? Dạ, 800. 500 hay 800? 800. 800 ngàn đồng ở tôm mũ ni là người trên đảo ăn luôn hả? Chứ hết vô được. Hết vô được. Quá wow, cao dữ vậy. Ông thấy đó là trong cái nhà hàng bán ra. À. Du lịch đó. Tại vì ở Nha Trang lâu lắm rồi em ăn là giá khoảng độ 550 thì không biết giờ nó nhiêu. Nhưng mà nó thu vô á, nhà hàng á, nó thu vô là khoảng có 500 550 đấy. À. Đó thường mình đang bán cho khách đó là khoảng 800. Dạ. Quá đẹp quá. Vậy là nó cũng theo kiểu 6 tháng nắng 6 tháng mưa không ta? Dạ, theo đúng rồi. Khí hậu của miền Tây mà. Đúng rồi, ở đây. Chịu ảnh hưởng miền Tây. 6 tháng 6 mưa. Đây nó lại 6 tháng nào có tháng nghỉ đó. Dạ. Nhưng mà cái mùa kia thì chỉ làm lai gai thôi. À. Từ mà tháng 7, tháng 8 thì nó lên làm cái mùa đó là du lịch nó phải giảm đây. Dạ. Tức là mùa đông nhất là từ tháng 2, tháng 3, tháng 4, dạ, tháng 5. Đấy, tháng 6. Tháng 6. Còn thắt lại tháng 9 10 dài lên. Còn giọng ta là giọng miền Tây luôn á chứ không phải là giọng của Đông Nam Bộ à. À, con Giang mà. À, hèn gì. Tại vì thực ra là Côn Đảo thì thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng mà đi từ Trần Đề mà qua Côn Đảo lại gần hơn so với Vũng Tàu thì Côn Đảo thì phải. Huyện đảo Côn Đảo này có tất cả là 16 đảo lớn nhỏ anh ha. 16 đảo. Đây là đảo lớn nhất trên 50 cây số vuông. Đọc cái quyển sách hướng dẫn du lịch Lonely Planet, nó nói đây là một trong 10 đảo lãng mạn và bí ẩn nhất thế giới năm 2011. Cái nữa là nó chưa khai thác như thằng Phú Quốc là hiện tại nó băm nát rồi. Rồi. Ừ. Ở đây nó cấm thì nó. Mai nó vẫn còn hoang sơ chứ nó băm nát như Phú Quốc nó hơi uổng lắm. Anh thấy nó, thấy nó loạn đó. Ừ. Mà tình trạng rác rác thải đây sao anh? Rác thải thì nó tập trung vào cái bãi rác và chỗ nãy mình đi ngang qua đó. À. Nó nằm trốn đi. Nhưng mà nó có xử lý không? Nhà máy xử lý rác thải không hay là nó tập trung nó mang về đất liền nó xử lý? Không, ở đây thì một số nào là mình đốt. Đốt hả? Thì nó
cái tình trạng rác thải Phú Quốc là nặng lắm rồi. Rồi đây bắt đầu vào khu trung tâm. Nếu như mấy anh mà ở đây nè, anh ở thường xuyên đây, anh ăn gì ở khu trung tâm này anh? Thì quán ăn nào? Mình dạng ăn thì là mấy cái quán đặc. Ờ. Đó là quán nhậu á. Quán hải sản đâu đó. Hải sản hả? Chi kỷ hả? Mình ăn cơm ăn dạng đặc. Ăn món gì đó. Còn cái kiểu mà đi ăn cơm rồi cơm phần cơm đầu hả? Cơm lẻ đó mới cơm phần vậy. Đây này chỗ Kinh nè. Dạ. Lại đây cũng có. Đó cái quán chỗ Xu Xu nè. Cái cơm tấm đêm rồi đó. Cái chỗ kia đó. Đó. Đây. Đây là cái bùng binh có cái đồng hồ, đây là trung tâm không? Dạ đúng rồi, cái đồng hồ. Đây là kẹo. Dạ. Giờ đây là lỗi của trung tâm như là cục. Đi khắp nơi đều thấy biển. Đây là đường Lê Hồng Phong. Ở đây là nó lấy đồng tiền đường đi trong đất luôn á. Dạ. Các bạn đã thấy vùng trung tâm của thị trấn Côn Đảo bình yên anh ha. Ở đây thì là nó nhậu khoảng tới 10 giờ là nó ngưng nha. Dạ. Nhìn thấy cái đó. Chợ cá, chợ rau đồ lại qua bây giờ là có nghỉ thế này. Đây là đường Phạm Văn Đồng. Dạ, cỡ 2 bây giờ thì tầm chỗ quán nữa. Anh cho em hỏi là em muốn đi coi cái làng chài mà lúc mà người dân họ đánh bắt cá họ về khoảng độ 5 giờ rưỡi 6 giờ là cái bãi nào ta? Cái bãi kia ở dưới này nè. Tên gì? Sắn đá sắn hay sắn đá gì hả? Ăn hải. Bãi ăn hải hả? Rồi nghe rồi em gái ơi. Đây là mình đặt chợ luôn nè. Đây là chợ Côn Đảo đó hả? Dạ. Nghe đây là hả? Giờ xuống đúng không? Dạ. Anh có cái đường mà có cây bàng lớn lớn là cái đường nào? Nằm ở dưới cạnh dưới này. Dạ. Anh nhớ tên tên gì không? Ở đây thì nói tình trạng biết anh đi xuống với nhà bờ biển á. Nguyên một hàng cặp bờ kè luôn á. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Rồi ngay chợ Côn Đảo luôn. Dạ. Đi tới khách sạn bungalow nằm ở biển Lò Voi, cách trung tâm thị trấn khoảng độ 2-3 cây số. Em thấy như cái khu vực biển Lò Voi đó khách sạn nhiều anh hả? Chỗ đây không phải là biển Lò Voi, bãi Lò Voi. À bãi Lò Voi. Ở đây không có biển Lò Voi mà là cái bãi Lò Voi và cái chỗ mà khách sạn này nó gần với lại cái bãi Ông Đụng á, bãi Ông Đụng đi vào cầu Mai Thiên Lãnh á. Dạ. Đây thì du lịch tới đâu rồi? Dạ. Tối anh. Tối chủ yếu người ta đi. Wow, cung này đẹp quá. Đường xá đây nhìn có vẻ nó tươm tất, không có rác nhiều, không có rác.
đảo bình yên, nhìn vắng đó. Trời xanh mây trắng, biển trong xanh. Cổng nó đang làm này, nó không đi được. Hiểu rồi, em hiểu rồi. Bên đây là Ma Thiên Lãnh, quẹo phải là trung tâm thị trấn. Giờ chúng ta sẽ quẹo trái vào khu vực đường Võ Thị Sáu về Ma Thiên Lãnh. Trên đây ngoài taxi mà lên có taxi nữa không anh? Có 3 cái ta nữa. Taxi Phương Sơn và taxi Sài Gòn. Taxi Sài Gòn, Vina Sun không có ra đây anh? Không. Rồi, đã tới khách sạn Bungalow, khu 3, Huỳnh Thúc Kháng, Côn Đảo. Vô liên hệ thử coi. Khách sạn Bungalow, khu 3 Huỳnh Thúc Kháng, Côn Đảo, số điện thoại 0704-624-426, info@bungalow-hotel.com. Đây khách sạn Bungalow. Giá phòng trên Agoda là 386.000 đồng hơn. Đó là chưa thuế ha. Và mình đã deal được với khách sạn ở đúng cái giá đó luôn. Rồi, chúng ta vào phòng. Đây là một phòng 2 giường lớn dành cho 4 người ở. Lý do là hiện tại là khoảng độ 11:40. Họ chưa có cái phòng dành cho một người hoặc là 2 người, có nghĩa là phòng 1 giường lớn á. Do đó mình sẽ lấy ở tạm, tức là họ cho mình ở tạm nha. Sau 2 giờ trưa mình sẽ đổi phòng. Chứ cái phòng này sẽ có giá cao hơn mấy bạn nha. Nhìn chung là phòng ốc sạch sẽ. Giá này bao gồm máy lạnh ha. Mình sẽ ở tạm đây một ngày. Sau đó mình sẽ thuê xe máy đi một vòng quanh đảo để tham khảo các khách sạn khác. Đây khu vực phòng tắm. Ở đây dạng tắm đứng ha, và không có màn che. Rồi, nghỉ ngơi thôi. Và hiện tại là 4:20 chiều ha. Mình ngủ quên luôn. Ngủ tới giờ này luôn các bạn. Và bây giờ các bạn nhìn đây. Đây là chợ Côn Đảo. Mình nghĩ mình sẽ trở lại chợ Côn Đảo vào buổi sáng nha. Các bạn tiếp tục nhìn qua đây.
Ở đây là giống như là khu vực chợ đêm vậy đó. Mình thấy ở đây họ bán rất nhiều bánh tráng nướng, rồi thịt nướng, nem nướng. Bán từ mấy giờ tới mấy giờ vậy cô? 10 giờ tới 12 giờ. À, có nghĩa là khoảng độ 4 5 giờ chiều bán tới 12 giờ tối. Giải khác. À, bên trong là buổi sáng. À, bên trong buổi sáng. Còn buổi tối là chỉ vậy thôi. Buổi tối là chỉ vậy thôi. À, được có bao quầy bán trứng gà nướng, nem nướng. À, ốc, dạ. Tức là sáng là lên cầu Thọ 914 là chỗ đó họ lên lên cá, lên mực đồ đúng không? À, tức là bên Bến Đầm hả? Ừ. Là ngư dân họ sẽ lên cá chỗ đó mấy giờ cô? 5-6 giờ hả? Là có thể đi mua được ha. Mùa này thì mua cái hải sản gì đó ngon cô và rẻ. À, cái này giờ hả? Không có nào mà rẻ hết trơn. Dạ. Mực rẻ, hoa rẻ. Dạ. Trăm hai, trăm ba, trăm tư, trăm rưỡi. Dạ, dạ. Trăm hai, trăm ba. À. À, cá thu nướng sao? Hả? Cá thu nướng. Cá thu con quấn với bạn. Cá thu nhưng mà ở ngoài chợ bán khoảng nhiêu? Cá thu 2 dạ. Nói chung cứ ra mua ở cầu Tàu 914. Ở đây ra chợ. Đô chợ Công Đảo hả? À, chợ bên đây nè con. Chợ bên đâu vô? Nè, cái chợ Công Đảo bên phía tay phải hả? Nè, xanh xanh nè. À, đó là cái chợ hải sản đó hả? À, đúng rồi, hải sản. Vô chợ mua luôn, khỏi phải ra cầu Tàu. Mà cầu Tàu chắc rẻ hơn. À vậy hả? Ừ. Cũng nói căng hết trơn chứ không có tới mình. Dạ. À rồi. Rồi thôi con đi ăn nha, con đi qua ăn bún măng vịt đói bụng lắm rồi. Ờ, con ăn đi rồi tối dậy nhậu nha. Dạ. Ờ tối cũng được nhậu. Rồi nó con vậy thôi đó. Có mực đi treo vô nắng quá. Dạ, thị trấn Công Đảo vậy thôi à. Kế bên cháo hải sản 50.000 đồng. Bún măng vịt 35.000 đồng. Rồi ăn bún măng vịt. Đau quá rồi. Một xiên 10.000. Bốn cái xiên này là 40.000. Rồi mua thêm cái này đó. Và đây tô bún măng vịt 35.000 đồng ha. Còn ba cái xiên kia là mề gà thịt thì nói chung cái vị rất là ngọt. Ăn ổn. À, kiểu miền Tây á. Đó, giờ tô bún măng vịt 35.000 đồng ăn thôi nha. Tạm bợ qua bữa. Kế bên có tô cháo hải sản nữa, tô này 50.000 đồng. Đi chung với một người bạn nữa. Rồi, ăn thôi. Đây cận cảnh bún măng vịt ha, được 1, 2, 3, 4 4 miếng vịt. Nước mắm gừng mình cho rất nhiều ớt vào. Bạn mình ăn cháo thì nói cái vị được ổn. Ở đây thấy được hai con tôm mấy miếng mực đây. Ở đây giống như một con mực vậy. Cái vị vì cháo kiểu ngọt miền Tây. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái tô bún măng vịt đây. Để ăn thử miếng cháo luôn. Mình đã ăn thử một miếng thịt vịt. Thì vịt đây tương đối là ngon thơm ha. Vị nước lèo thì sẽ ngọt ngọt. Thơm thơm chút xíu cái mùi măng thôi. Nói chung mùi măng cũng được.
cô cháu mà cô nếm thử luôn thì nói chung cái vị của cháu cũng hơi ngọt ngọt một xíu. Ăn nói chung là đối với người Sài Gòn, người miền Tây là thấy ổn đó các bạn. Còn lại thì không có đặc sắc gì hết, nói chung là ăn được vậy thôi. Giá thì ok, giá mềm, 35.000 đồng tô bún măng vịt thì ok. Tô cháo hải sản 50.000 đồng kia thì mình thấy là hai con tôm với con mực hả, tạm tạm ổn ha. Từ chợ Côn Đảo nơi mình ăn bún măng vịt, bây giờ mình sẽ là chạy ra bãi Lò Vôi nha, bãi tắm tên Lò Vôi. Đây là đường Nguyễn Huệ. Đây, bãi Lò Vôi. Mình hơi chậm chân chút xíu nha, về việc ghi hình đó. Đây, bãi Lò Vôi. Mình hơi chậm chân chút xíu ha, về việc ghi hình đó. Hồi nãy mình đến đây không có người luôn, bây giờ có mấy bạn rồi đó. À, nhìn xa xa đẹp quê.
chiếc tàu đang sửa chữa. Quá trời, màu xanh mây trời và biển. Chú ơi, ủa mình sửa tàu ở đây, tàu neo đậu ở đây luôn hả? Cái tàu mình neo đậu ở đây luôn hả? Vô đây sửa chữa hả? À, ở đâu mà mình có thể mua được cá với lại hải sản vào buổi sáng mà sớm hả chú? Ngay chỗ này luôn hả? Là mua ngay ngư dân luôn hả? Dạ, mấy giờ là có chú? 5 rưỡi sáng. Ăn cái gì ngon chú, nếu mà hải sản tháng này có món gì ngon chú? Mực. Giá khoảng nhiêu chú hả? Giá tùy theo vài trăm. À, vài trăm, dạ. Mấy 200 gì đó, 300 con. Dạ, rồi cảm ơn chú. 300 rưỡi đổ xuống à, có vậy thôi. À, dạ. Đẹp quá. Rồi. Mấy bữa nay bị khàn giọng rồi. Nói chuyện có lúc nó sẽ hơi bị cận cận lại. Nước trong vắt. Rồi, đi ra xa hơn. Mấy bạn ngoài kia rồi. Đẹp quá luôn á. Đẹp như vậy là thôi chứ. Quá trời. À, ở đây thấy con nhiêu con nè. Đó. Còn sống nha. Nhiều lắm luôn á. Một con, hai con phía trước mặt. Đó. Dùm cận cảnh. Đó, 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 một con di chuyển nữa kìa, nhiều nhiều lắm mấy bạn. Nhiều nhiều lắm luôn á. Đây, cái nó nhảy không. Và đây là mình. Chào các bạn. Ở đây có thể là nhiều bạn sẽ không đánh giá cao về cái gọi là cát biển ở đây ha, bởi vì nó sẽ có màu vàng vàng. Tuy nhiên được một cái chỗ là nước rất là hoang sơ các bạn. Đó. Gần như là có một cái gọi là cái bãi biển dành riêng cho mình luôn. À. Mây in bóng nước. Wow. Đẹp lắm các bạn, hãy đến Côn Đảo nha. Đẹp quá đi. Có tiền ra Côn Đảo mua căn nhà. Đi đâu ở Việt Nam cũng vậy, lúc nào cũng muốn mua căn nhà. Rồi, nguyên con cua. Ê, em cua, em cua. Em cua đi đi. Chạy. Chạy đi. Buồn kế. Ôi, nó trốn trong cát kìa. Ô. Đẩy nó lên cái. Ờ, hay quá. Bắt được gì không em ấy? Ơi, đâu ngoài phá. Không nghe.
Ơi, hai em gái đang tắm. Quá trời đẹp. Không thể tưởng nổi. Đủ ánh sắc luôn. Bãi biển đẹp, yên bình, một giọng ca rất là khủng khiếp, ca nãy giờ karaoke đó bạn, ca không hay được cái tự tin, quá tự tin, đó các bạn nghe không? Hài ghê luôn. Ở đây nghe cả tiếng cười của con người rất là rõ ha. Rồi mình nghe cả tiếng chim nữa. Tức là ở đây là các bạn sẽ cảm thấy là cái âm thanh nó rất là rõ, nó yên bình đó. Đó. Rồi cái ông kia ông vẫn còn ca. Đó. Ở đây có ốc len nè. Ốc len dừa mấy bạn. Đó. Đó nó còn à. Rồi. Còn sống luôn đó, nó chạy ra kìa. Đó đó. Ồ hai em đó đẹp quá. Trắng và đen. Trời ơi, vẫn còn ca. Rồi, mình đi dọc biển đây, không ghi hình nữa. Như vậy là đủ rồi, rất là đẹp. May quá bên đây có người mẫu. Lại quá ha. Nhìn đẹp ghê luôn á. Ủa em có đi mấy cái biển khác chưa? Mấy cái bãi khác chưa? Đi hết rồi anh. Bãi nào đẹp vậy anh? Dạ. Bãi nào đẹp nhất? Bãi Ông Đụng. Ông Đụng hả? Đẹp hả? Bãi Đầm Chầu làm sao? Đầm Chầu cũng đẹp, nhưng Ông Đụng nó đẹp cái kiểu khác đẹp đó. Có đá sỏi nước sắp sắc lên. Ờ vậy hả? Cái đó là đi một ngày là sẽ đi hết được các bãi hả ta? Ông Đụng đi một buổi. Một buổi. Tại anh đi bộ xuống núi là phải 700 mét. À, vậy hả? Đi lên đó là cây tư, nhưng mà cái dốc nó lúc đi xuống thì được, cái lên nó khó đi. Mà anh đi có anh đi ngắm bình minh đó không hay là chưa? Em chưa ngắm bình minh đó, tại bình minh một hướng này, bên đó là nó khuất núi. À vậy là vậy có phải bãi Đầm Chầu là cái nơi ngắm bình minh không ta? Bãi Đầm Chầu không phải, bình minh là một mũi cá mập. À mũi cá mập là cái mũi đó đó. À mũi cá mập là mũi đó đó. Dạ, còn không thôi mũi tàu bể với mũi chân chim. Vậy nếu mà cái mũi mũi cá mập nó ngắm bình minh là nó có cái bãi tắm không anh? Có anh. Bãi gì? Bãi nhát, đi hết bãi nhát hả? Xuống hết dốc. À. Xuống hết dốc tới bãi nhát. Ok. Đi giờ ngày mai sáng đi đi coi bình minh, sau đó chạy qua bên bãi Ông Đụng, rồi qua bãi Đầm Chầu hả ta? Bãi mà Ông Đụng anh đi là phải mua vé trên cổng, là nếu khách du khách đó là 60.000. Dạ. Một người, còn như tụi em đây dân đảo là 30.000 một người. Vậy hả? Vậy theo anh là ngày mai là nên, nếu mà có một bữa giờ buổi sáng tới buổi chiều luôn, một ngày á. Sáng thì anh qua bên kia anh chụp bình minh. Ờ đi qua cái đó là mũi cá mập. Mũi cá mập bãi nhát. Bãi nhát rồi. Đó, rồi đi qua Ông Đụng. Ông Đụng. Ông Đụng rồi xế chiều á là lên tới bãi Đầm Chầu. Bãi Đầm Chầu. À. Mà anh tranh thủ cái bãi kia á, anh đi xong anh về anh ăn sáng rồi uống cà phê gì đó. Ở đâu ta, nếu mà ăn sáng ở đó ở đâu ăn ngon? Không, đi qua bên kia về á, rồi quay về đây á. Quay về thị trấn. Dạ, anh ăn sáng ở đâu cũng được rồi dạ. Đi lên bãi Ông Đụng. À. Là vừa. Rồi sau đó là về buổi trưa là nghỉ ngơi đó đúng không? Dạ. Chưa nghỉ, anh muốn nghỉ ngơi cũng được, anh muốn đi cũng được. Nói chung mình đi du lịch thì đi liên tục luôn. Nếu mà vậy thì theo anh ở lộ trình như thế nào? Tức là ngày một. Ngày một không, tức là từ bãi nhát cái bình minh rồi quay về bãi Ông Đụng, sau đó là đi ra bãi Đầm Chầu. Nhưng mà xen kẽ còn làm gì nữa không ta? Nếu mà ngày mai anh đi hết bãi tắm á, ngày mốt á anh đi di tích. Di tích à? Nếu mà một ngày mà đi di tích thì anh nghĩ là nên di tích nào? Thì trước tiên á mình đi trước á là bảo tàng Côn Đảo. Bảo tàng Côn Đảo, Dinh Chúa Đảo. À, phòng chiến lãm Bắc Hồ Bắc Tôn, là quán cà phê Công Sơn. À, còn còn lại đi các trại giam. À ok. Dạ.
Anh là hướng dẫn đây hả? Không có, em dân ở đây thôi. Dân ở đây hả? Là mấy đứa người này là bạn của em hả? Bạn em dẫn bắt ra chơi. Đảo ha. Ở đây mình muốn đi coi mấy con rùa, con vít mà đẻ trứng á, mà thấy giá cao quá. Rùa phải đi, okay. Anh đi ghép cũng được. Ờ, đi ghép. Ví dụ anh có, anh nhờ á, anh nhờ hướng dẫn á, là giới thiệu cho anh một cái đoàn nào á, ví dụ một cano nó chở 12 người. Một mình anh, nếu mà bên kia nó có 10 người thôi, nó sẽ cho anh đi ghép. Nhưng mà cái đó là đi thấy đó là bên vườn quốc gia Côn Đảo nó ghi là buổi tối hả? Đúng rồi, rùa lên đẻ buổi tối anh. Ờ, như vậy nếu mà đi tour thì phải là đi tour buổi tối cho nó đi buổi sáng được. Đi chiều sáng vô. Ờ, đi chiều sáng vô đúng không? Sẵn nó ra nó tự trả tour khác nó rước mình luôn. À, ok. Rồi, chắc phải đi hỏi. Cảm ơn anh nhiều lắm nha. Anh đi hỏi thì anh lên cầu tàu. À, mà quên nữa, mình hỏi là ăn hải sản ở đây á, buổi sáng đến đây mua là được không? Buổi sáng thì anh đi xuống dưới phía dưới kia chỗ mà anh hỏi người ta chỗ công ty Ngọc Trai á. Ngọc Trai sáng ghe đó người ta đi vô ghe cặp cạn cặp bến ở đó là ghe lặn với ghe câu á, cặp bến đó là ngày đi đêm đi chiều này nè, đi là sáng vô á. Ủa vậy? Là đồ nó tươi. Bãi Ngọc Trai hả? Nó dạ. Phải nó tên là công ty Ngọc Trai nhưng mà cái bãi đó bãi gì? Cái bãi An Hải đi lên. Nó gọi là lên. Bãi An Hải đi lên thôi. À, bãi An Hải đi lên. Đó, rồi hỏi chỗ công ty Ngọc Trai. Đó là xuống bãi đó ghe cặp đó là đồ nó mới ngon. Công ty Ngọc Trai lên tới vùng bãi An Hải. Kiểm lâm cơ động á, ở trên cơ động á là nó chỉ. Vậy hả? Là tàu rất là nhiều luôn. Ở đây có không? Không phải tàu đâu, mấy ghe nhỏ nhỏ này nè. Ờ, mấy ghe nhỏ nhỏ đó. Dạ, chiều đi sáng vô đồ nó mới tươi. Ờ, vậy hả? Mình nó không có tên bãi mà nó chỉ là đi tới công ty Ngọc Trai. Dạ. Nãy anh nói là cái gì nữa ta? Quên rồi. Cái định vị nó để cho dễ nhớ. Trạm kiểm lâm cơ động á. Trạm kiểm lâm cơ động, đi tới đó cứ hỏi người ta là người ta chỉ cho. Cái đường nó không có nhà dân. À, không có nhà dân hả? Anh cứ đi thẳng nè, chỉ nè, đó cái nhà sinh xanh đó. À. Nè, cái góc nè. Rồi. Qua khỏi cái đồi cát trắng đó. À. Tới nhà sinh xanh là nó đó. Vậy hả? Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Ở đây hiện tại em muốn biết là hiện tại giá mực và giá cá thu rồi mấy cái loại hải sản như thế nào ta? Thì mực lá nó tầm 208. À. Còn mực ống thì nó tầm 320. Rồi. Còn mực nang thì sáng em mới dắt mấy đứa này đi mua là 180 tới 200 nha. Anh du khách thì chắc phải 200. Dạ. Rồi cá thu, cá đồ. Mà mua á anh ghẻ. Anh chỉ anh mua nè, nếu mà dạ. Có mực nang á. Dạ. Tầm lớn bắp tay nè. À. Anh mua mực nang nó hay hơn. Nang ngon hả? Dạ. Mực ngày mai anh còn ở đây không? Em quên mấy bạn anh còn ở đây không nè. Bạn vẫn còn. Vẫn còn hả? Uổng quá, phải chi nhờ đi mua giùm hải sản biết chỗ. Đấy, anh ra đây mấy bữa rồi? Mới ngày đầu tiên hả? À, vậy hả? Trước tiên thì mình cứ vậy đi. Ừ. Nè, em chỉ anh nè, bây giờ anh khỏi quay gì hết nè, anh đi lên anh mua mấy cái đèn đi. À. Đèn về sạc á. À. Khoảng chừng mua loại 150 120 vậy cây á. Nếu mà anh muốn đi khám phá thì tối anh đi theo cái này. Anh đi theo mấy người đi soi đêm nè. À, soi đêm hả? Tối hôm nay ngay chỗ này luôn hả? Hôm nay ngay đây luôn. Wow. Anh đang đi chỗ mà cái nhà tưởng niệm mình đó, chỗ con rùa á. À. Là ở chỗ đó dễ nhất là người ta đi sau đêm, anh đi theo người ta thôi. À. Mình đừng có động chạm với người ta quay, người ta đi á, mình gọi theo. Mà mấy giờ đi coi được. Tối nay chắc khoảng tầm 8 giờ người ta đi. 8 giờ ta đi hả? Dạ. Wow, tuyệt vời ha. Cảm ơn nhiều. Dạ, đi sau đêm vậy là hay hơn. Còn gì nữa ta? Tôm muốn đi ở đây hiện tại giá nhiêu? Tôm muốn đi thì cứ ghe ngoài đi vô không? Dạ. Tầm 300 250 300 có. À, 250 300 400 tùy theo con đúng không? Dạ, tùy theo loại. Mà nếu mà loại 500 thì nó khoảng bao nhiêu gram ta mấy con? À, 1 kg mấy con? Loại 500 thì 1 kg nó khoảng 3 con. 3 con ăn mới ngon. 3 con tới 4 dạ. con. Nhưng mà con tôm mũ ni á mình ăn được cái mình thôi, cái đầu nó không có thịt. À đúng. Dạ. Dạ. Còn ăn á anh thì em chỉ anh cái chỗ mua hải sản á, sáng anh xuống đó coi mà mấy con tôm người ta bắt về bị gãy que gãy càng mua tôm đỏ. Tôm đỏ hả? Tôm đỏ. Tôm đỏ là cái mình nó màu đỏ hả? Dạ. Đảm bảo với anh nó chắc thịt nó rất ngon. Dạ, yeah. Sợ là sáng ngày mai đi tìm chỗ đó tìm quản ra thôi. Đó, chỗ dạ. Anh nó cứ đi không thôi bây giờ lên đi trước đi lên đi trước rồi sáng mai mình vậy cái điểm đó mình đi chắc là ngày mai cũng ở được khoảng độ vài ngày á. Ngọc Trai Côn Đảo á. Ngọc Trai Côn Đảo đúng không? Ngọc Trai Côn Đảo. Rồi đi tới chỗ đó xong cứ hỏi người ta là cái chỗ nào cầu tàu chỗ nào bãi có cái làng chài nghe lên. Dạ, dạ. Ở đây được cái là mình mua của mấy ghe đi đêm này sáng vô nè. Ờ thì nó rẻ hơn. Tươi. Với lại mấy cái ghe lặn á. Dạ. Cái cá cũng vậy nó có mấy ghe lặn cho dù cá mới ngợp chết luôn nó bán cũng giá rẻ. Rẻ. Còn thôi cá còn ngớp ngớp nó cũng mà bị dạt á người ta cũng bán cái giá cá chợ cho mình. Vậy ghẹ bán sao? Không cái ghẹ đó anh đi không bắt ghẹ. Ờ chứ là mực. Ký có 150 ngàn. Mực tôm với cá thôi. Dạ. Ghẹ đó 1 ký có 150 ngàn người ta không bắt. Ờ vậy hả? Là bắt người ta lặn với là cá người ta bắt ta lựa không à. Ờ vậy luôn hả? Dạ cá con nào bắt đáng tiền đó. Cá nào muốn nhiều ký? Bò giáp rồi á. Cá bò giáp. Cha em mới cân vô bữa trước là cá mú đỏ là 750 1 ký. Ờ còn cá bò giáp. Bò giáp thì 600 mấy á. 600 mấy hả? Nhà anh có bán gì không?
Dạ không, nhà em chỉ đi vô rồi cân liền thôi. Ờ vậy hả? À, nhà anh là bên anh là người là ngư dân luôn hả? Dạ cha em là thợ lặn. À, ủa vậy hả? Dạ. Quá mừng quá gặp người. Cho mình số điện thoại được không? Có gì mình hỏi thêm thông tin thôi. Rồi, anh bấm số em. À, đọc mình số thông tin luôn đi. Đọc đi. 03929. À, 03929. 49359. 49359. Anh tên gì hả? Em tên Hiếu. Hiếu. Rồi, cảm ơn Hiếu nhiều lắm luôn á. Hiếu xe cút. Dạ. Tạo biển nè hả? Cái này là phải hướng dẫn là đi người ta gành hơn. À. À, nó tròn tròn giống như là cái viên bi vậy đó. Ồ. Oh. Đi vòng vòng khám phá đi. Dạ. Ồ. Oh. Hơi chút nữa kìa, ra bãi rạn kìa, nó mới nhiều thứ để khám phá. Bãi rạn hả? Ở đâu? Nè thì đây. Nó cạn ra tới đâu lần anh? Tút ngoài luôn. Ra tới ngoài cái ngoài đảo kia luôn hả? Không, không tới tới ngoài kia, tới cái lạch ở ngoài này à. Wow. Anh đi hết bãi rạn đó khoảng 2 cây số luôn á. Wow, từ đây ra ngoài 2 cây số luôn hả? Anh đi hết bãi rạn là phải 2 cây số. Mà nó cạn tới mức độ nào? Mà kể cả nước ngập giống vậy, ngập hơn như vậy luôn. À. Đi nước đang chỉ từ chừng ngang lưng quần. Wow. Anh đi theo mấy người đi sau á. Dạ. Dạ. Là tối hôm nay 8 giờ đúng không? Dạ, tầm 8 giờ, 7 rưỡi anh xuống anh chờ rồi vừa. À. Nhưng mà mình đến hẳn chỗ này vẫn được đúng không? Cái chỗ mà chỗ có con hình con rùa đằng kia kìa. Con rùa đằng kia hả, nó là đường gì ta? Cái đường cái đó là đường Tôn Đức Thắng hay sao? Tôn Đức Thắng hả? Đường biển mà, nói chung đường biển mà. Dạ. Anh thấy có người nào dắt cây dắt chĩa đi á. À, rồi. Anh cứ đi theo. Đi theo thôi. Rồi, cảm ơn Hiếu nhiều quá luôn á. Có gì hỏi thêm thông tin Hiếu ha. Dạ. Anh là Tùng ở Sài Gòn. Nếu mà em có dịp lên Sài Gòn thì sẽ liên hệ anh. Nè, hai đứa Củ Chi cũng sát bên Sài Gòn nè. Ờ, hai đứa Củ Chi, hai đứa con gái Củ Chi. Tận nhà hàng lắm. À. Anh đi mấy quán hải sản như Bình Nguyên, đồ này kia, nó cũng chém anh thẳng tay à. Ờ, à, nãy có nghe nói là mấy cái quán hải sản nó chém dữ lắm. Dạ, đúng rồi. Mình đi là chỉ thích là cái kiểu ăn dân dã địa phương thôi. Là như em dân ở đây đó. À. Đồ thì nhà bắt về. Rồi nấu nướng luôn. Dạ, đã ha. Nhà luôn. Rồi mà Hiếu có làm du lịch không? Dạ, không. Không hả? Ủa nha. Nhưng mà nói chung là ba đi biển rồi thì nhất á dắt du lịch á là phải dắt khách đi nhiều cái, người ta khách là loại đi lặn ngắm san hô à. Này kia. Em là thân em không biết bơi nên em không. À vậy hả? Ok ok ok, hiểu. Vậy là hướng đó là hướng đi mũi chân chim và mũi tàu bể. Dạ, đi qua sân bay cũng hướng đó luôn. À, là bãi Đầm Chầu là luôn á. Hướng đó đúng không? Dạ. Vậy ngày mai mình sẽ dành một đi cả. Đi sau núi thì cũng hướng đó luôn. À. Ngày mai sẽ dành cả một buổi chiều để đi về hướng đó. Như giờ này là đi ngược cái sau núi, nó có cái cây bàn hả? Không phải cây bàn gì, cái gì. Cây bằng lăng á. Cây bằng lăng to, nếu mà mình đi theo cái đường mà mình chạy đi á, à. Nó sẽ nằm bên tay phải, nằm gần cái hành lang luôn. À. Chiều nay chim. Buổi chiều này thường thường là như chích chợ lửa đồ này à. Là nó hót là khoảng chừng 6-7 con nó hót tiếng nè. Mấy giờ nè? 5 giờ này ở 5 giờ chiều. Yeah. Tại đợt dịch đó thì ngắn ngắn đó, chiều nào cũng chạy qua nó nghe nó hót. Dạ yeah. Trời ơi. À, ốc nhỏ quá trời luôn. Người ta còn bắt lên người ta bán một lon đó, nhiêu tiền bự hơn con này á. Kia là ốc rút. Hồi trước đoạn tháng là có sò hả? Dạ, cứ đêm nè, không nuôi qua mùa. Qua mùa. Cả mùa bạch tuộc cũng hết luôn rồi. À. Mùa nào đẹp nhất để đi ra Côn Đảo Hiếu? Tháng 3. Tháng 3 bà già đi biển. Biển tháng 3 bà già đi biển đúng rồi. Đúng rồi. Thành đó là bắt con gì cũng có. Đã ha. Bạch tuộc luộc hai con là một dĩa. Dạ. Yeah. Làm rất dữ khỏe luôn á. À. Còn cua, còn ốc nữa, thứ nhiều lắm. À. Rồi mấy bạn Củ Chi kìa. Nó ra nó không biết cái gì hết trơn, nó gặp cái gì nó cũng bắt, nó cũng ngò, nó câu hết trơn. Ừ, thật sự luôn chứ bộ. Săn hô chết mà, đứng ngồi phim hoài. À. À, đó là người Sài Gòn mà. Dạ, nó chưa biết cái gì ở đây á. Dạ. Ờ, bắt cái con gì ở đây. Bắt con gì đây em? Ơi, mấy bạn kia đang bắt con cúm. Từ. Đó. Chui con. Trời ơi, chui, nó kẹp kìa đó, nó yêu nó kẹp. Nãy bị kẹp á hả? Nãy bị kẹp hả? Đó. Chết, chảy máu. Quá. Wow. Trời ơi, hai con kẹp lộn quá, nó mới kẹp. Ê, quýnh lộn nhau luôn. Cái chui xuống cát nó trốn nó đúng cái mù lên à. Mà sao đánh lộn nhau kìa. Ừ, hai con cúm, cả cúm đúng không? Dạ, con cúm, cúm xe tăng. Còn cúm kia mình lấy càng thôi mà. À. Cúm xe tăng. Cúm xe tăng. Ăn được
Ừ. Nguyên con luôn. Ừ. Cái gì vậy? Bộ giờ nhỏ. Nhưng mà ăn không quen. Nhìn nó nằm và tải ghê nha. Cắt lên. Cắt này hả? Cái này cắt cứng quá. Không có, nãy nó mới ở đây mà. Nhất chết. Tại nó đuối. Thở. Cua hả? Bắt được con gì hả? Cua hả? Nó kẹp là bỏ gãy càng luôn, gãy gãy vậy hả? Vẫn còn kẹp đó. Yeah, yeah. Ừ. Gãy cua. Con này gãy nè. Trời ơi, cho nó kẹp luôn hả? Con này sao vậy? Wow. Mới cắn á. Bình thường kẹp nó bỏ càng luôn á. Con gãy nó đưa càng lên là nó chết à? Oh, wow. Cái gì vậy? Chết rồi, gãy cái càng nữa rồi. Mọc càng lại được. Mọc lại càng lại được hả? Được. Wow. Mọc càng nó chưa càng. Càng nó có tự mọc lại. Bẻ mọc càng thì chưa mọc càng nó mọc lại. Tại vì mọc càng kia nó gấp nó ăn được. Vậy à. Không phải hai kia. Nó gấp cái dạ. Nó gấp vô miệng. Con này con gì vậy? Con này con. Bỏ xuống đi. Cả cúm nữa. Nó luôn á. Con cúm nữa. Con này con cúm nè. Còn con kia là con cua hay con ghẹ? Con này con cua xanh. Cua xanh. Ghẹ xanh. À con kia con ghẹ kìa. Thường dùng miền Trung kêu ghẹ sữa. À. Cua lột lột con người ta ra rồi. Chết rồi. Hay nó đang lột. Nó phải đang lột rồi. Còn nó con ghẹ mà. Nằm đi két nó lú kẹn lên nó là chết hay sống? Sống. Sống nó, hả? Nó thấy mình đi đậm nước á nó núp á. Ghẹ độc quá. Ừ. Chết rồi. Chết rồi. Lên chưa? Rồi. Hoàng hôn rồi các bạn ơi. Quá đẹp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Rất đáng đồng tiền. Bỏ đồng tiền ra Côn Đảo thực sự rất là đáng. Mấy bạn đến vào ngày đầu tuần ha. Giá cả sẽ mềm hơn và không có đông khách. Mình nghĩ là vậy. Rồi, chào các bạn.